Nhiều khi mình làm thầy á, làm thầy tu á, làm những vị xuất gia, nó có những cái, có những cái chướng ngại. Ví dụ mình, họ đã biết rồi, mình không có tiếp họ. Ví dụ mình là người nam, mình không tiếp người nữ trong phòng riêng, họ có nhất định họ muốn vô. Họ tìm đủ lý do để cho mình mệt mình, hiểu chưa? Nhưng mà nhất định từ chối, hiểu chưa? Rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, ví dụ ở đây sư phụ nói toàn là người nam ở không, người nữ không có được ở lại đây, họ nhất định họ kiếm lý do để họ ở lại, hiểu chưa? Một mình họ, một mình ên vậy đó. Không phải là họ thích ở, họ thích làm những chuyện mà mình cấm, hiểu chưa? Ở đời nó như vậy, cho nên quý vị phải có một cái lập trường đàng hoàng, nói sư phụ nói như vậy đó. Ừ. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đến đây bất tiện quá, đi về không được thì thôi quý vị đừng đến. À, ở nhà tu cũng được, hoặc là kiếm chỗ nào tiện hơn mà tu, kiếm cái New York ở bên đó đó, ok. À, rồi hoặc là kiếm cái người nào mà họ chở quý vị đi, chở quý vị về, hoặc là đi chung với người đồng tu nào đó. Nếu mình ráng hết cách thế nào mình tìm cũng ra, hiểu chưa? Quý vị đừng có làm phiền tới những cái người tu hành ở đây đó. Đừng có tìm cái lý do để mà làm cho chúng tôi phải kẹt trong cái trường hợp mà phiền phiền phức đó. Quý vị tu không, tu là tu cho mình chứ đâu tu cho ai đâu, mà đừng có lấy cái lý do tu để làm phiền những người khác, hiểu chưa? Nói cho họ nghe đàng hoàng, quý vị hiểu không? Tại vì thí dụ bữa nay cái bà này ở được, mai bà kia cũng ở được, mốt bà kia cũng ở được, rồi cái nhà của cái chùa của biến thành cái hotel, hiểu chưa? Trường hợp bất đắc dĩ thì không nói làm gì, nó cứ làm vậy hoài cứ nó thành cái thói quen đi. Ừ. Không phải là sư phụ không cho họ, nhưng mà cái lúc này cái chỗ mình nó hơi chật chội, chỉ có người nam ở không mà người nữ cứ nằng nặc đòi ở lại là những người gì, hiểu chưa? Nhiều khi họ cứ tìm cái lý do là họ muốn tu hành này, những người đó mình đáng nghi ngờ, quý vị hiểu không? Ở nhà không có chuyện gì làm, tới đây thấy mấy ông thầy tu nó muốn làm phiền, hiểu không? Không có chỗ đi chơi. Ừ. Cái lúc chưa có nhà cửa chưa có đủ, mà chỉ có một cái phòng này để cho người ta cái gì hợp lại nhau tu hành mà, hiểu không? Ừ. Cho nên phải phải có cái lịch sự nhưng mà cứng rắn, hiểu không? Sư phụ nói nhiều cái trường hợp chút đỉnh vậy thôi, được quý vị những trường hợp khác quý vị phải hiểu, chứ không phải sư phụ trường hợp nào không phải nói, biết trường hợp nào đâu nói trước, hiểu chưa? Phải dùng cái đầu óc mình phán đoán cho nó kỹ. Nếu con là bị họ, bị những người mà họ chưa có tu hành kỹ đó họ làm rộn, rồi mình mất thì giờ hoài, rồi mình cứ mất mặt của mình, tại mình la họ là mấy người kia họ họ tưởng đâu mình giữ đó, hiểu chưa? Cho nên mới nói là làm thầy rước nợ chúng sanh là gì đó, hiểu không? Họ làm cho mình cũng thành giống như họ vậy cũng có kiểu mà la lối này kia kia nọ, hiểu chưa? Nói nó không nghe cái nhất định họ lì đó, đang làm phiền cho người ta. Những người đó thí dụ họ không tu thôi dẹp, biểu họ đi về đi ha, chúng tôi không cần những người mà tu một chút mà làm phiền cho tất cả mọi người như vậy, hiểu chưa? Hoặc là có nhiều người họ không có hiểu, mình phải nói cho họ biết, hiểu không? Nhiều khi họ không phải cố ý, sư phụ không nói là những người nào, bất cứ người nào cũng cố ý làm những phiền phức như vậy, hiểu chưa? Nhiều khi họ không hiểu mà thôi, họ nghĩ rằng tôi ngủ đây một chút có ăn nhầm gì đâu, hiểu không? Thì mình phải kể cho họ nghe đàng hoàng, chứ cũng sư phụ nói nhiều trường hợp, một trường hợp, hai trường hợp thôi, chứ không phải người nào cũng giống người nào, hoặc là người nào cũng có những cái ý niệm làm phiền quý vị, hiểu chưa? Sư phụ nói rằng người tu hành có nhiều cái vấn đề chướng ngại như vậy đó. À, thí dụ như người ta muốn làm phiền, hoặc là thí dụ người ta không hiểu cái đạo lý, mình phải nói cho rõ ràng, tại chúng tôi ở đây toàn là người nam không, nếu bây giờ chị ở đây hoặc là cô ở đây hay là em muốn ở đây, mai mốt mấy em khác cũng đến rồi nhà chật chội đi tới đi lui nó kỳ, ban đêm rồi chúng tôi đi 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 toilet rồi đi làm công chuyện gì, quý vị nằm ngủ đó cũng hơi khó khó coi vậy đó, tại nó không có phòng riêng đó cho những người nữ đó, rồi nó cái nằm ngủ nó có vẻ không có được trang nghiêm cho quý vị vậy thôi ha. Đó, bởi vì sao? Bởi vì quý vị muốn tu hành đàng hoàng, sư phụ mới nói vậy, chứ còn không thôi người ta nằm ngủ đó cũng ăn nhầm gì đâu. Thí dụ như một một cái chỗ tại gia là người nào cũng như người nấy không sao hết,
Hoặc là nhiều khi sư phụ đến rồi họ lỡ họ họ không ở với sư phụ lâu đó mà cả một dọc nằm thì không sao, thí dụ vậy đó ha, chứ một người ở lại là mệt lắm, hai người ở lại mệt lắm, hiểu chưa?